bạn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một bó hoa tulip rất là đẹp cùng với một chiếc túi sách quyển sổ này. Hãy cùng tô với mình nha. Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã tô xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy.
một đóa hoa tulip đang để trong một chiếc túi sách màu đỏ này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu rối tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.